Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 3, lực lượng công an và xe biển xanh đã xuất hiện tại khu vực đầu phố Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, khu vực nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều ngày 27 tháng 3, lực lượng công an đã xuất hiện tại khu vực đầu phố Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, hạn chế tiếp cận nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc. Một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Nông Trang cho biết có ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng chức năng gần nhà riêng của ông Hoàng Anh, tuy nhiên ông không nắm rõ sự việc này. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại khu vực gần nhà phó bí thư tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực, giao thông bị ảnh hưởng. Người dân cũng đã được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong khi đó, những ngày trước, việc lưu thông qua con phố này diễn ra bình thường, và không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Đến khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, lực lượng chức năng đã rút khỏi khu vực trên. Được biết, ông Phạm Hoàng Anh, 49 tuổi, nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Tháng 9 năm 2017, ông Hoàng Anh được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm bí thư thành ủy Vĩnh Kiên tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hoàng Anh được Đại hội tiến nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Trong 254 bị can bị đề nghị truy tố, có bị can Trần Văn Thương Cựu phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt nay là phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ vì đã đưa hối lộ cho bị can Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 để kiểm tra, đánh giá cho trung tâm đăng kiểm 5015D được hoạt động. Theo kết luận điều tra năm 2018, các bị can danh Thanh Tiền cùng Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh góp vốn để thành lập công ty trách nhiệm hiếu hạn Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập kinh doanh dịch vụ đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Tiền mang hồ sơ đến trụ sở cục đăng kiểm quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội, gặp trực tiếp ông Trần Kỳ Hình, đưa phong bì 10 triệu đồng tại phòng làm việc để xin cấp mã số đăng kiểm. Sau khi nhận tiền, ông Hình ký cấp cho Tiền mã số trung tâm là 5015D và ông Tiền đã lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ. Đến tháng 5 năm 2019, Nguyễn Trọng Vĩnh và Trần Văn Thương ra Hà Nội gặp Trần Kỳ Hình tại phòng làm việc để xin cử đoàn kiểm tra, đánh giá cho trung tâm 5015D được hoạt động. Hai người này đã đưa hối lộ cho Hình 2.000 đô la Mỹ và được Hình đã đồng ý. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Thương là người đại diện công ty nhưng không trực tiếp điều hành mà giao toàn quyền quyết định tại trung tâm đăng kiểm 5015D cho Vĩnh và Linh. Từ đó, Vĩnh bàn bạc với Linh và Vũ Hữu Bình là bảo vệ trung tâm để thống nhất cho Bình đứng ra móc nối với các đối tượng môi giới để nhận hối lộ của các chủ các xe đăng kiểm định kỳ và nghiệm thu xe cải tạo để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ. Việc trung tâm móc nối co để nhận hối lộ từ chủ xe, bị can thương không biết, hiện bị can đã giao nộp lại toàn bộ 180 triệu đồng. Ngoài ra, khi ông Trần Kỳ Hình làm cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, năm giám đốc trung tâm đăng kiểm khối V tại Hà Nội đã đưa hối lộ từ 5 đến 15 triệu đồng một tháng cho vị lãnh đạo này. Nhưng đến giai đoạn ông Đặng Việt Hà giữ chức thì số tiền phải đưa từ 10 đến 30 triệu đồng một tháng. Tại Hà Nội, cơ quan điều tra xác định có 5 giám đốc trung tâm đăng kiểm có hành vi đưa hối lộ cho ông Trần Kỳ Hình, 63 tuổi và Đặng Việt Hà, 52 tuổi, cùng cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, đó là các ông Lê Văn Ngân, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, Đào Mạnh Thắng, 54 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2902V, Cao Văn Tư, 51 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2904V. Phạm Quốc Bình, 62 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V và Lê Hồ Tuấn, 55 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2906V. Theo kết luận điều tra, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2901V, Hằng Quý, Ngân đã đưa hối lộ cho ông Hình tổng số tiền là 1 tỷ 170 triệu đồng. Đến khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, thì hàng tháng Ngân đưa cho ông Hà 20 triệu đồng. Tổng cộng, Ngân đưa hối lộ cho ông Đặng Việt Hà 9 lần với số tiền 180 triệu đồng. Ông Đào Mạnh Thắng khai, mỗi tháng đưa hối lộ cho ông Hình 10 triệu đồng và tổng cộng đã đưa 200 triệu đồng. Sau khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, Thắng đưa hối lộ cho ông Hà 20 triệu đồng một tháng và đã đưa 180 triệu đồng. Trong khi đó, ông Cao Văn Tư khai, trong thời gian làm giám đốc, ông đưa hối lộ cho ông Hình 5 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 45 triệu đồng. Giai đoạn ông Hà là cục trưởng, ông Tư đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 90 triệu đồng. Ông Phạm Quốc Bình khai, trong thời gian làm giám đốc trung tâm đăng kiểm 2905V ông đã đưa hối lộ cho ông Hình 7 triệu đồng một tháng và đã đưa tổng cộng 329 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng, ông Bình đưa cho ông Hà 10 triệu đồng một tháng và tổng cộng số tiền đã đưa là 60 triệu đồng. Tương tự, ông Lê Hồ Tuấn Khai đưa hối lộ cho ông Hình 10 triệu đồng một tháng và đã đưa 550 triệu đồng. Khi ông Đặng Việt Hà giữ chức cục trưởng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, Tuấn đưa cho ông Hà tổng cộng 270 triệu đồng, tương đương 30 triệu đồng một tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, sắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Đặng Văn Hiền, trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Thủy bị nhiều nhà đầu tư tố giác lừa đảo chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Ekerup. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự với hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù trung thân. Luật sư Cường cho hay, trong vụ án này, Sắc Thủy và đồng phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có mức hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Theo luật sư, không có gì bất ngờ khi ông Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi trước đó tập đoàn E-Group của ông Thủy lâm vào tình trạng phá sản, rất nhiều người mất tiền sau khi đầu tư vào các dự án của tập đoàn này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Sắc Thủy đưa ra những thông tin gian dối về tình hình tài chính của doanh nghiệp, về tính khả thi của các dự án, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức vay vốn, bán cổ phần, thế chấp cổ phần, cam kết lợi nhuận là mùi nhử cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư nộp tiền, bị can đã sử dụng tiền sang mục đích, không có khả năng trả lại tài sản. Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không còn khả năng trả tiền nhưng vẫn nhận tiền huy động vốn và cam kết trả tiền đúng hạn thì đó là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Ông Cường phân tích, hành vi đưa ra thông tin là doanh nghiệp luôn có lãi, không bao giờ thua lỗ để cam kết một mức lãi suất lợi nhuận cố định cao hơn mức lãi suất tiền gửi ngân hàng là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền góp vốn của các nhà đầu tư nên hành vi này cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu không cam kết một lãi suất cao và cố định như vậy khi đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần thì nhà đầu tư sẽ không nộp tiền vào công ty và đối tượng sẽ không chiếm đoạt được. Do tin tưởng số tiền đó luôn được bảo toàn, giống như cho vay và hoạt động kinh doanh luôn thuận lợi, luôn có một mức lợi nhuận cố định, các nhà đầu tư mới đưa tiền và bị bị can chiếm đoạt. Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ APAC Leader của ông Thủy cũng phản ánh được yêu cầu đóng tiền học trước. Tuy nhiên, sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online. Luật sư Cường phân tích, nếu ông Thủy biết các trung tâm này không còn khả năng hoạt động nhưng vẫn nhận tiền đặt trước của các phụ huynh thì đây cũng là thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của các phụ huynh và cũng có thể bị xử lý hình sự. Tất cả những người mất tiền từ các dự án đầu tư mua cổ phần, cho vay, nộp tiền vào trung tâm tiếng Anh đều được xác định là người bị hại. Có thể với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo khác nhau, nhưng tất cả các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đều là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Về việc trả tiền cho các bị hại, luật sư cường nói đây là trách nhiệm của người phạm tội các bị can bị cáo nếu bị can bị cáo không tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả thì nhà chức trách sẽ thu hồi tài sản của bị can bị cáo hoặc thu hồi các tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có để trả lại cho người bị hại trong vụ án số tiền chiếm đoạt sẽ rất lớn và số nạn nhân cũng rất nhiều những người bị các cá nhân của tập đoàn e group chiếm đoạt tài sản cần khẩn trương cung cấp thông tin hồ sơ với cơ quan điều tra để được xác định tư cách là người bị hại và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cơ quan điều tra sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản kê biên tài sản của tổ chức cá nhân liên quan để đảm bảo thi hành án trả lại tài sản cho người bị hại quá trình giải quyết vụ án những người bị hại có quyền yêu cầu bị can và những người có liên quan bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật